Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-30 nhé. Nó là dòng xe gầm cao 5 chỗ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết về khuyến mại này, về mức ưu đãi cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng Mazda CX-30 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu thì cũng có thể nắm được. Thì dòng xe Mazda CX-30 này đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều các xe có trên thị trường. Ví dụ như là xe Honda HR-V này, chiếc xe Toyota Cross này, hay là chiếc xe Kia Seltos, đúng không ạ? Với cái chính sách ưu đãi ở cái thời điểm tháng 7 này thì em sẽ tính tổng lăn bánh ngay sau đây cho anh em. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda CX-30 2.0 Luxury. Bản này hiện tại đang có mức giá là 709 triệu. Sau khi áp dụng quyền linh động vô cùng đặc biệt của đại lý bên em, cũng như là tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lót cốp anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 810 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 799 triệu, trả góp thì đang là 211 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 790 triệu, trả góp thì đang là 193 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em ạ. Hiện tại bên em đang sẵn xe giao ngay, một xe màu trắng, một xe màu đỏ cho anh em nào mà đang cân đối lựa chọn lấy ngay ở cái thời điểm đầu tháng 7 này anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Bản này hiện tại đang có mức giá là 749 triệu. Với chính sách giá bán ở thời điểm hiện tại thì vẫn trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em với cái quyền linh động vô cùng đặc biệt của đại lý bên em, và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ lót cốp. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 855 triệu, trả góp thì đang là 241 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 845 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 836 triệu, trả góp thì đang là 205 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe này, về tổng lăn bánh cũng như là tiến độ xe của cái dòng Mazda CX-30 này rồi. Còn anh em nào mà muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em trực tiếp đứng bán cũng như là chia sẻ chính sách giá bán và khuyến mại liên tục mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.